hôm nay tôi hướng dẫn sử dụng phần mềm online hình thức trắc nghiệm vn phần mềm này hỗ trợ học viên ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tự học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử các môn kiến thức chung môn tiếng anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm học viên có nhu cầu gọi điện hoặc kết nối Zalo với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo một trong hai số trên màn hình À, 0912 59 56 54 hoặc số thứ hai là 094 307 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. Sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm à, quy định 89 à, ngày 4 tháng 8 năm 2017. À, đây là khung quy định tiêu chuẩn chức danh định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Thì phần mềm thường xuyên update cập nhật những hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cho các luật thông tư nghị định mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên và có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên. Vì kỳ thi mà chúng ta phải làm là câu hỏi phân loại và kỳ thi được tổ chức làm hai vòng. vòng 1 là thi trắc nghiệm trên máy tính môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ cụ thể môn tiếng Anh. Nếu trắc nghiệm trên giấy thì phải có bài thi tin học. Và cạnh tranh nhau bằng kiến thức rất lành mạnh. À, chúng ta phải nỗ lực cố gắng thôi. Ê, thời buổi này là phải học à, cho tốt. À, chúng ta mới có thể trung tuyển được vòng 1. Rồi có cơ hội để dự thi vòng 2. Vòng 1 có một môn bị rớt. Đương nhiên không có cơ hội thi vòng 2. À, rất là tiếc. thì Sau đây thì giáo minh họa cái phương pháp làm như sau. Chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc của Google Chrome. Trên máy tính hoặc trên điện thoại chúng ta gọi cái hình thức trách nghiệm .vn Chú ý .com sang phần mềm khác của thầy nhé à, .vn sau đó ra cái giao diện trên màn hình như thế này thì mới đúng môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức rồi nâng ngạch công chức công chức cấp xã một môn ngoại ngữ là môn tiếng anh môn tin học à, môn kiến thức chung cho viên chức y tế viên chức giáo dục chúng ta di con trỏ xuống phía dưới và và ôn tập dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập và kiến thức chung ôn tập dự thi nợ thăng hạng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập mục số 17 này à, đối với công chức ở phía trên chúng ta kéo lên phía trên Thí dụ như chúng ta cần môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức, chúng ta kích chuột mục số 2. Thì sau đó chúng ta nhập ký danh mật khẩu, ký danh mật khẩu phân biệt ký tự hoa, ký tự thường. Và đặc biệt các em phải bảo mật cái mật khẩu của mình. Nếu cho bạn bạn chiếm quyền đăng nhập phần mềm, các em mất quyền điều khiển phần mềm. Nó giống như kỳ thi chính thức diễn ra, mỗi một thí sinh là một số mỗi danh, một mật khẩu của thí sinh nào thí sinh vào thì phần mềm nó khóa lại thì người khác không vào được. Đấy, các em chú ý điều đó phải bảo mật cái mật khẩu và tại một thời điểm chỉ đăng nhập được một, một trên một thiết bị thôi. À, vì vậy chúng ta đang đăng nhập trên máy tính của à, ở cơ quan thì chúng ta phải thoát ra khỏi phần mềm. Trên máy tính của cơ quan chúng ta mới vào máy tính ở nhà được à, và ngược lại như vậy. Và đặc biệt chú ý phải bảo mật cái mật khẩu, không cho bạn mật khẩu và không dùng chung được. Các em chú ý điều đó. Chọn login để đăng nhập vào phần mềm. Sau khi vào phần mềm thì chúng ta dành một hai phút để chúng ta đọc cái hướng dẫn sử dụng ở trên phần mềm này để chúng ta nắm sơ bộ đặc biệt đối với nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức thì chúng ta chú ý là danh mục tài liệu à, mục số 1 đây này à, chúng ta chú ý một lớn này bộ nội vụ danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức hành chính chúng ta kích chọn mục số một à, đối với cái mục này chúng ta nên in ra giấy để chúng ta soát À, chúng ta đã học đến mục nào rồi thì đây là một danh mục à, gồm có 42 eh, danh mục đấy rất nhiều kiến thức cạnh tranh nhau rất lành mạnh phần hai lớn môn ngoại ngữ này thông tư 01 này à, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam này môn tin học thì theo thông tư 03 này của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng à sử dụng công nghệ thông tin mục số 42 tài liệu à, quản lý à, nhà nước và ngành công chức từ 41 trở lên là các thông tư nghị định nghị quyết các luật Đó, rất nhiều quá là là nhiều nhá đấy yêu cầu nâng ngạch bây giờ rất nhiều kiến thức chúng ta phải chuẩn bị trước à, ví dụ mục số 1 hiến pháp thì các câu hỏi trắc nghiệm về hiến pháp thì trên phần mềm có tất cả các tài liệu này 42 mục trên phần mềm có đầy đủ à, chúng ta đăng nhập phần mềm để chúng ta học từng phần à, chúng ta tra cứu vì danh mục còn nhiều hơn Số danh mục trên phần mềm à, tới à, Cho đến giờ phút Thầy giáo đang giảng đây Nó phải lên à, 75-76 tài liệu à, Mà trong khi danh mục ở đây Cần có mươi Vì vậy ví dụ mục số 1 Thì à, thuộc vào danh mục Của Bộ Nội vụ Ban Hành Thì có cái ngọc vuông bên cạnh Của phần mềm đấy. Ví dụ như mục số 4 Luật tổ chức chính quyền địa phương Thì sẽ có cái ngọc vuông đấy Thầy giáo hướng dẫn cách tra cứu trên phần mềm Chỉ mục để chúng ta theo dõi cái danh mục này Danh mục à, tài liệu ôn à, Tập môn kiến thức chung à, Dành thi nâng ngạch công chức Đó cho anh em chú ý bây giờ rất là thuận lợi thôi Có danh mục rồi chúng ta cứ học à, Dần đi Đó chúng ta quay lui thế Đó là thầy giáo giới thiệu về danh mục Đây thí dụ như mục số à, à, Đây một nhỏ này Hai này bên cạnh có ngọc vuông Thì đây ý là à, Hai ngọc vuông đóng ngọc vuông đây Là danh mục thứ hai là danh mục của bộ nội vụ ban hành theo cái chỉ mục thì giáo vừa giới thiệu. À, chúng ta lần lượt trên phần mềm có cái cái à, có cái chỉ mục mà có dấu vuông thì chúng ta học hết để yên tâm luôn đấy. À, trắc nghiệm là nó phủ hết toàn bộ đề cương. Chúng ta không không cần phải không phải học tủ cũng được đâu. À, mỗi một à, mục thì nó lấy một vài câu để tổ hợp thành một à, mà kỳ thi chính thức diễn ra là chúng ta có thể à, quyết hết được à, chương trình ôn tập đó ví dụ như hai đây hai mở ngoặc đóng ngoặc hai đây đó thậm chí cái file cái câu hỏi trắc nghiệm minh pháp 2013 là một nhỏ đây này đó theo giới thiệu về chỉ mục cho chúng ta chú ý để chúng ta in ra giấy cái chỉ mục để chúng ta học đến phần nào chúng ta bánh à, đánh chữ r vào đó hay ký hiệu riêng của ta chúng ta đã học kỹ cái phần đó rồi đó trên danh mục của thầy có rất nhiều này thầy kéo cho các em xem đó rất nhiều nhưng mà bài 42 tài liệu có hết đây là cái thầy 75 về này à, và đang tiếp tục cập nhật tiếp thế thì vào phần mềm chúng ta học như thế nào thì chúng ta kéo xuống phía dưới này à, chưa có nơi, không có nơi nào đầy đủ như trong phần mềm của thầy Quang đâu rất tuyệt vời đó rất tuyệt vời đó chúng ta kéo xuống chúng ta tìm à, cái quy định 89 à, chín này này à, về khung tiêu chuẩn chức danh định hướng tiêu chí cán bộ lãnh đạo quản lý thì chúng ta kích chuột vào mục à 25 à về mặt thông tư nghị định à, về mặt nghị quyết quy định của Đảng. Đó, chỉ mục như vậy. Thế sau đó chúng ta mở cái file này lên. Đó, chúng ta mở cái file này lên để chúng ta thấy đó, file 89 này à 89 không quy định quy định cái khung tiêu chuẩn chức danh định hướng tiêu chuẩn à, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý thì kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập có yêu cầu À, cái quy định này Thì học như thế nào Như vậy chúng ta đã in ra giấy hoặc tái Về máy tính được cái file này à, Đây là cái số in đâu chúng ta mở Chúng ta kích chuột vào dấu trừ này Thì nó lại thu nhỏ cái sổ vào à, Phía dưới thanh tắc 3 này Chúng ta lại kích chuột Nó trái chuột vào thì nó lại mở ra Chúng ta kích vào dấu trừ à, Của cửa sổ thì nó lại thu nhỏ lại Đó là phương pháp sử dụng Bước 1 chỉ thực hiện lần đầu à, In tài liệu hoặc tải về máy Chúng ta chỉ À, dùng một lần đầu thôi Chúng ta kéo lên phía trên Đấy chúng ta thấy cạnh tranh nhau một kiến thức Để có kiến thức để chúng ta qua được cái vòng 1 Một môn kiến thức chung 60 câu 60 phút Chúng ta phải làm được ít nhất 30 câu trở lên Với qua được một kiến thức chung Vì kiến thức chung chỉ yêu cầu hiểu biết chung thôi Nhưng cũng không, không cần Các em không cần như thế mà như luật sư Hay là các nhà chuyên Chuyên về luật đâu không cần thiết Chúng ta hiểu biết chung thôi Đấy chúng ta học với tinh thần đó Và phải làm được hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên. À, mặc dù là kiến thức chung, hiểu chung nhưng mà chúng ta phải hiểu được nội dung và có phương pháp suy luận và phương pháp làm bài câu hỏi trắc nghiệm cho bốn lựa chọn A B C D. Đấy, cũng có thể có năm, cũng có thể có ba nhưng mà nói tóm lại là có nhiều lựa chọn. Đó, người ta gọi là trắc nghiệm nhiều lựa chọn. À, sau đó chúng ta kích chuột mục 75 tương ứng với chỉ mục trên cái đề cương ờ à, nâng ngạch công chức của Bộ Nội vụ là số 17. Đây 75 chúng ta kích chuột vào. À, sau đó chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới à, để chúng ta tìm một cái thực đơn có chữ là thực hiện đề thi. Sau đó xuất hiện chữ Start chúng ta kích chuột vào chữ Start. Thì à, quá trình thi thử thì chúng ta sẽ giống như là à, kỳ thi chính thức diễn ra thôi. Chúng ta chọn phương án A hoặc B hoặc C hoặc D. Đó, chúng ta chọn A, B hoặc C hoặc D. À, hết thời gian làm bài thì không làm được phần mềm nó tự kết thúc và nó báo cho chúng ta được bao nhiêu bao nhiêu phần trăm số câu trả lời đúng nhớ là số câu trả lời đúng nha. phần trăm số câu trả lời đúng chứ không tính điểm à, theo quy định 138 của chính phủ nghị định 138 chúng ta phải làm được 50 phần trăm số câu trả lời đúng 60 câu 60 phút hoặc 30 câu chứ không tính điểm đó à, tính theo phần trăm số câu trả lời chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình để chúng ta kết thúc xem phần mềm hướng dẫn À, cho chúng ta học ở góc tay trái và kỳ thi chính thức diễn ra muốn nộp bài sớm cũng được và đang học à, khi thi thử chúng ta nộp bài sớm thì chúng ta cũng chọn finish ở đối với phần mềm này sau đó chúng ta kéo xuống phía dưới chúng ta tìm đến cái thực đơn nộp à, bài sau đó xác nhận lại lần nữa nộp bài và kết thúc thì như vậy là chúng ta sẽ đọc hướng dẫn thí dụ như khi ta thi thử mà đúng thì nó có màu xanh à, sai thì nó có màu đỏ và đáp án đúng ở trên nền vàng này bốn nhóm này, này. À, và à, hướng dẫn ở đây là chúng ta đọc cái định hướng khung tiêu chuẩn khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý mục hai lớn à, nó nằm trên mục hai lớn Đấy. vừa học câu hỏi trắc nghiệm vào lý thuyết là như vậy à, thông qua tình huống đặt ra đây là phương pháp đó ví dụ như là chúng ta kéo phía dưới đây ví dụ như thầy giáo giải thích đại diện các dạng câu dạng câu 4 này theo quy định 89 ngày 4 tháng 8 2017 thì đây là cái tiêu chí chung phải căn cứ vào quy định này vì sao đúng vì theo quy định 89 là nó đúng như nội dung trong 89 à, Vì sao sai? Vì nó sai với nội dung của 89 Và à, nó không có trong nội dung 89 Thì gọi là phương án sai à, Phương án đúng là phương án nó có trong à, quy định 89 này Thì cho nên cái giả thiết chung ở đây thầy không đọc nữa Căn cứ của giả thiết theo quy định 89 à, Của Trung ương ngày 4 tháng 8 năm 2017 à, Cái giá trị trong một kép này Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm Linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ là cái tiêu chí của phương án A tác phong để lối làm việc phương án B là chính trị tư tưởng phương án C là ý thức tổ chức kỷ luật phương án D là đạo đức lối sống như vậy chúng ta phải nhận diện những cái giá trị trong mục kép này nó thuộc cái, cái một trong bốn cái tiêu chí nào ở à, trong các phương án sau đây Nó thuộc tiêu chí đây, tác phong để lối làm việc hay là thuộc tiêu chí chính trị tư tưởng hay thuộc ý thức tổ chức kỷ luật hay thuộc đạo đức lối sống chúng ta phải nhận diện ra đấy thì đây là tình huống đặt ra để chúng ta giải quyết tình huống này thì chúng ta sẽ mở cái file nghị định 89 lên để chúng ta xem cái phương án nào đúng vì sao đúng vì xem có đúng như trong 890 không Đó. thông qua học câu hỏi trách nhiệm để chúng ta có lý thuyết là như vậy bây giờ chúng ta mở kích chuột vào vào cái file để chúng ta xem à, xem là cái chúng ta kéo xuống phía dưới thì đây là mục hai lớn này không định hướng À, không tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý thì một nhỏ thì nhóm tiêu chí về chính trị đạo đức à, chính trị tư tưởng à, đạo đức lối sống rồi ý thức tổ chức kỷ luật rồi à, tác phong lề lối làm việc như vậy cái nhóm này nó sẽ có bốn tiêu chí tiêu chí thứ nhất là chính trị tư tưởng tiêu chí thứ hai là đạo đức lối sống tiêu tích tiêu tiêu chí thứ ba là tác phong lề lối làm việc và tiêu chí thứ tư là ý thức tổ chức kỷ luật như vậy nó có bốn tiêu chí để về cái cái cái, cái khung à, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý này. Thế thì tiêu chí à, chính trị tư tưởng, thì khi chúng ta đọc tiêu chí chính trị tư tưởng này, thì à, chấp hành chủ trương đường lối quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, à, các nguyên tắc tổ chức kỷ luật của Đảng, à, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và và phê bình. thì các em đọc lần đầu tiên, thì nếu thông qua câu hỏi trách nhiệm thì chúng ta chưa à, chưa biết hỏi như thế nào thì chúng ta đọc thì nó đang nó chưa đọc lại mấy thế thì cái thông qua câu hỏi trách nhiệm thì chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng là nó nắm rất là sâu thí dụ đây là à, tiêu chí về tác phong lề lối làm việc thì à, có trách nhiệm với công việc này để năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ rồi à, phương pháp làm việc à, khoa học dân chủ đúng nguyên tắc rồi hợp tác hướng dẫn đồng chí À, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp hợp tác hướng dẫn giúp đỡ à, đồng chí đồng nghiệp thì đây là một trong ba à, cái à, về về cái thuộc vào tác phong để lối làm việc thì khi chúng ta đọc thì nó trôi tuột luôn à, chúng ta không nhớ được cho nên là à, thầy đã chuyển thể thành câu hỏi trắc nghiệm cái quy định này cho chúng ta học thì nó rất dễ nhớ và khi nhận diện ra à, nó rất là nhanh đó ví dụ ở đây là năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ thì đề bài ở đây yêu cầu ta là năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ là tiêu chí thì ở đây ta biết là tiêu chí tác phong lề lối làm việc thì phần mềm hướng dẫn cho chúng ta đọc cái tiêu chí tác phong lề lối làm việc thì em nào lần đầu tiên ta đọc chúng ta chưa nhận diện được cái giá trị này nó thuộc về eh, tác phong lề lối làm việc hay chính trị tư tưởng hay ý thức tổ chức kỷ luật hay đạo đức lối sống đọc lần lần đầu à cũng giống như các cái video trước thầy giáo đã nói đấy ví dụ đây chúng ta đi từ A đến B trên một cái đoạn đường đi lần đầu chúng ta cũng chưa nhận diện ra những cái gì ấy, ấy, có trên dọc đường nhưng đi lần thứ hai thì chúng ta nhận diện rất nhanh thí dụ như dọc đường từ A đến B có một cây xăng có trạm đổ xăng ở cái địa điểm nào đó thì đi lần thứ hai chúng ta dễ nhận diện ra gần đến trạm cây xăng mà chúng ta biết được đó người ta gọi là à, đi lần thứ hai đi lần thứ ba thì nhận diện ra à, càng nhanh hơn à, thế thì ở đây à, lần đầu tiên chúng ta thấy câu hỏi này chúng ta thấy hướng dẫn đây là thuộc Của tiêu chí để, à, tác phong để lối làm việc thì chúng ta kích chuột vào file à, chúng ta mở cái, cái 1.3 này là tác phong để lối làm việc để chúng ta đọc các cái giá trị của nó sau khi chúng ta đọc lần đầu tiên là chúng ta nhớ được à, à, không, không cần thuộc chúng ta nhớ được ở đây nói về lề lối làm việc mà thí dụ đây là có trách nhiệm trong công việc này năng động sáng tạo đó là làm việc rồi đúng không? còn phương pháp làm việc dân chủ à, nguyên tắc đúng đắn rồi hợp tác à, hướng dẫn giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp đây là một cái tác phong đó trong cái lề lối làm việc đó chúng ta đọc và chúng ta thấy các cái giá trị này lần thứ hai chúng ta đọc thì chúng ta nhận diện ra được ngay cái giá trị đó là thuộc vào tác phong lề lối làm việc hay là chính trị tư tưởng hay là ý thức tổ chức kỷ luật hay là đạo đức lối sống ngay, đó chúng ta đọc cái giá trị này chúng ta sẽ nhận diện ra nó thuộc cái tiêu chí nào trong vấn phương an ngay. đọc lần đầu thì chưa nhận diện ra nhưng mà cái cách học là chúng ta chỉ đây hướng dẫn cho ta chúng ta mở cái tác phong để lối làm việc. tuyệt vời không? rất tuyệt vời. đây là kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm và làm công tác đảng à, nhiều năm thầy giáo đưa ra một cái kinh nghiệm là muốn học tốt nghị quyết quy định à, của đảng. Quyết định của đảng thì chúng ta thông qua à, câu hội trắc nghiệm để chúng ta học. Tức là dịch, chuyển thể. Nói là dịch thì chưa hoàn toàn đúng. Ta gọi là chuyển thể từ à, cái file quy định 89 hay là các nghị quyết hay các quyết định thì thành câu hỏi trắc nghiệm. Thì, thì thầy chuyên đi dạy thầy có cái khả năng đó. À, phải nói rằng không phải ai cũng có khả năng đó đâu. Phải có khả năng, có trình độ nhất định, hiểu biết sâu sắc, à, có phương pháp khoa học và rất sư phạm, rất logic thì mới có thể chuyển thể uh, cái 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 quy định uh, thành uh, câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta học nhất là các uh, các cái phương án uh, uh, gây gây nhiễu gây bẫy để chúng ta uh, hiểu sâu để phân loại học viên thì đó giống như bài thơ có thể chuyển thể thành uh, tác phẩm uh, nhạc đó thì phải có năng lực mới làm được đúng không? rất tuyệt vời thông qua học câu hỏi trắc nghiệm để học lý thuyết để học các quy định nghị quyết là như vậy bây giờ câu năm nhá thì nó tin tinh thần đó cái cách học là đến câu câu năm nữa là cái em rõ là cái phương pháp theo quy định 89 này giá trị học kép này có tinh thần đoàn kết xây dựng thương yêu đồng chí đồng nghiệp là tiêu chí nào thì ở đây ở phần mềm hướng dẫn là đạo đức lối sống thì chúng ta kích chuột vào vào file 89 chúng ta di chuyển đến cái tiêu chí đạo đức lối sống để chúng ta xem đạo đức lối sống đây thì không tham nhũng này quan liêu cơ hội vụ lợi không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống à, tự diễn biến tự chuyển hóa đó rồi có à, lối sống trung thực khiêm tốn chân thành trong sáng giản dị để có tinh thần à, đoàn kết xây dựng thương yêu đồng đội đồng, à, đồng chí đồng đội rồi không để người thân người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi như vậy cái giá trị có tinh thần đoàn kết xây dựng đồng thương yêu đồng chí đồng đội là một trong những cái tiêu chí về đạo đức lối sống thế thì ở đây là một trong tiêu chí đạo đức lối sống à, là à, có tinh thần đoàn kết xây dựng thương yêu đồng chí đồng đội để chúng ta nhận diện cái giá trị này chính là một trong các cái tiêu chí về đạo đức lối sống cho nên phương án a ý thức tổ chức kỷ luật thì vừa loại trừ Phương án B đạo đức lối sống là phương án trả lời. Phương án C tác phong lề lối làm việc. Phương án D chính trị tư tưởng thì nó là cái trong lúc lần đầu tiên chúng ta lần một đi từ A đến B này chúng ta học bài này, lần thứ hai chúng ta đọc đề bài là à, có tinh thần đoàn kết xây dựng thương yêu đồng chí đồng nghiệp, chúng ta nhận diện ra cái giá trị này ngay lập tức à nó là một trong những tiêu chí đạo đức lối sống, cho nên chọn ngay đáp án B là đạo đức lối sống rất tuyệt vời đúng không? Đấy, trong không một giây là xong. 60 câu 60 phút những loại câu này luyện trên phần mềm rồi. Dạng câu như thế này chúng ta không đến một giây là xong luôn. Đó, lần 2 này, lần 3 thì càng nhận ra nhanh hơn, đúng không? Đó, cái cách học rất tuyệt vời. Ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được, chúng ta hiểu nội dung và có phương pháp làm bài. À phương pháp suy luận là chúng ta chiến thắng. Đó, cách học như thế này. Hay là ví dụ câu 6 này, chúng ta đi lần thứ nhất thì tương tự như thầy đã giới thiệu giả sử thì chúng ta ôn à, ôn lần thứ hai là có ý thức nghiên cứu học tập vận dụng chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh các chỉ thị nghị quyết của Đảng các đợt sinh hoạt chính trị và cập nhật kiến thức mới chúng ta đọc ngay cái giá trị này ví dụ như ta đi từ A đến B chúng ta biết ngay đây là chạm cây xăng à, chúng ta nhận diện cái giá trị này chính là một trong các tiêu chí về chính trị tư tưởng này. À, không cần không cần phải đọc các đáp án À, nhiều làm gì nữa tác phong lời nói làm việc nữa ý thức tổ chức kỷ luật nữa đạo đức lối sống nữa chính trị tư tưởng chúng ta chọn ngay chính trị tư tưởng à, tuyệt vời không à, sau khi chúng ta làm quyền rồi đối với câu 6 như thế này để chúng ta đọc chúng ta nhận diện ra các cụm từ để sinh hoạt chính trị học tập chủ nghĩa mác-lênin ở đây chính là một trong các tiêu chí chính trị tư tưởng Đó, à, chúng ta đọc cái giá trị này là nó toát lên ngay à, phương án trả lời ngay Đấy ta gọi là tinh ý là phát hiện ra ngay, à, hay là câu 7 này, à, sang một cái dạng khác này, Theo quy định 89 phương án nào sau đây là một trong những tiêu chí về chính trị tư tưởng, à, đây là hỏi là chiêm à, trong phương án a b c d, phương án nào là à, gọi là tiêu chí về chính trị tư tưởng, thì chúng ta đã đọc rồi, ví dụ chúng ta à, đọc lần đầu thì chưa nhận diện được ngay À, thì chúng ta mở đáp án lên eh, phần mềm hướng dẫn chúng ta đây là chấp hành chủ trương đường lối quy định của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các nguyên tắc tổ chức kỷ luật của đảng à, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình chúng ta kích chuột vào cái file này chúng ta mở cái uh, tiêu chí uh, đánh giá và chính trị tư tưởng thì chúng ta đọc ở đây là có một trong bốn tiêu chí này eh, tiêu chí chấp hành đường lối chủ trương chính sách quy định của đảng này vân vân rồi có cương lĩnh, bản lĩnh chính trị này, rồi đặt lợi ích quốc gia, à, đặt lợi ích của đảng, quốc gia dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân, rồi ý thức học tập nghiên cứu vận dụng chủ, chủ nghĩa mark Lenin, thì đây là một trong bốn cái tiêu chí về chính trị tư tưởng. thì chúng ta đọc lần đầu à, là 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 nó như vậy, đọc lần thứ hai là chúng ta nhận diện được ngay phương án A là chấp hành đường lối, chấp hành chủ trương đường lối quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nguyên tắc tổ chức chính trị của đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình đoán ngay ở đây chính là à, chính trị tư tưởng rồi à, thì chúng ta cũng chưa khẳng định được cái phương án cả ba phương án à, mới có loại trừ cái phương án c cả ba phương án hay không thì chúng ta phải duyệt tiếp nếu thấy có một phương án sai thì chúng ta phải loại trừ cả ba phương án nhé à, phương án một đang là đúng này đúng là chính trị tư tưởng phương án b hợp tác hướng dẫn à, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp thì đây là một trong các tiêu chí về À, tác phong để lối làm việc. Cho nên về à, phương án à, chính trị tư tưởng thì bị loại trừ ở cái phương án C cả ba phương án. Có một phương án là sai thì bị loại trừ cả ba phương án được. Còn nếu B đúng thì chúng ta phải duyệt thêm xem C. Đó, cái cách làm có cái loại câu tất cả phương án thì phải à, phải à, tìm ra được một phương án sai là loại trừ được cái, cái phương án à, tất cả phương án hay là cả ba phương án. Đó, cái cách học là như vậy cái loại câu này chúng ta nhận diện ngay được phương án A là đúng rồi sau chúng ta phải nhận diện phương án B thì nó không đúng thì loại trừ cả ba phương án Thì lúc đó ta khẳng định là A cũng cũng chẳng cần duyệt D nữa vì đã loại được được cả ba phương án rồi mà C là loại rồi thì B loại rồi thì phương án A là đúng rồi đó thì chúng ta thấy rằng là à, phương án A là đúng cũng có cũng có dạng câu là phải đọc cả cả phương án còn lại nữa cho nó chắc để đó là có lối sống trung thực khiêm tốn chân thành giản dị thì đây chúng ta đọc lần thứ hai cho thấy có lối sống rồi thì nó thuộc vào đạo đức lối sống chứ không phải là chính trị tư tưởng cho nên trong các phương án này câu hỏi trách nghiệm không cần thuộc chúng ta hiểu nội dung và có phương pháp suy luận là ta làm được vì sao vì để câu hỏi trách nghiệm tất cả nội dung câu hỏi và tất cả nội dung trên các phương án nó đều phơi bày hết cho chúng ta đọc chúng ta dùng tư duy để chúng ta suy luận thôi à, phí phơi bày hết nó giống như kỳ kỳ thi về cái môn tự luận ấy, mà trong đề thi lại, lại cho yêu cầu là được, được, sử, được sử dụng tài liệu ấy, là nó phơi bày hết rồi được sử dụng tài liệu thì không ai chống cái công chấp tài liệu mà là chúng ta phải hiểu được tài liệu để chúng ta vận dụng vào để làm bài đó chúng ta phải để ý điều đó thì cái, cái trách nhiệm thì nó phơi bày hết lên trên à, trên câu hỏi và phương, phương án rồi để các nội dung trên các phương án rồi để chúng ta đọc chúng ta tư duy để chúng ta loại trừ chúng ta hiểu nội dung chúng ta tìm được phương án đúng đó, Cái cách học là trắc nghiệm là như thế thế còn tự luận mà lại không cho sử dụng tài liệu tức là thi viết ấy, thì đương nhiên là cái công anh anh nhớ anh nghĩ phương pháp được lý thuyết thì anh trình bày ra thì lại được tính điểm còn được sử dụng tài liệu mà anh thi tự luận anh chép thì đó là cái công chép chẳng hạn thì ít khả năng cho điểm cái công chép nó cho cái công hiểu kìa hiểu cái, cái nội dung để chúng ta trình bày đấy ví dụ theo thầy nghĩ là thế thì nó hợp lý hơn à, à, tùy theo cái 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 mục đích của kỳ thi mà đó ví dụ như chúng ta muốn về cái câu nào đó thì chúng ta kích chuột cái câu vuông này cũng được cho nhanh này ví dụ câu số hai này đó thì chúng ta đọc này sang cái dạng câu khác này chúng ta câu 23 theo quy định 89 nhá phương án nào sau đây là các mức à, xếp loại đánh giá hàng năm phương án a là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Uh, giá trị thứ nhất giá trị thứ hai là hoàn thành tốt nhiệm vụ giá trị tiếp, tiếp theo là hoàn thành khá nhiệm vụ giá trị tiếp theo là không hoàn thành nhiệm vụ và phần mềm hướng dẫn cho chúng ta đây là uh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một này uh, hoàn thành tốt nhiệm vụ là hai này hoàn thành nhiệm vụ là 3 này không hoàn thành nhiệm vụ là 4 này như vậy có bốn giá trị thì vì sao đúng thì chúng ta kích chuột vào file uh, cái kích chuột vào file chúng ta tìm đến uh, cái cái đánh giá nó Đó. Đó, chúng ta kéo xuống phía dưới À, đó. thì đây là tiêu chí đánh đánh giá hàng năm này à, ba à, ba ba lớn này à, không tiêu chí xếp loại này hàng năm này hàng năm xếp loại cán bộ theo mức và không tiêu chí sau đây hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như thế nào là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì chúng ta lại phải đọc à, thực sự nha phải có cái chữ thực sự này. À, gương mẫu về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tác phong lời lối làm việc ý thức tổ chức kỷ luật ở đây phải chú ý là chữ thực sự gương mẫu Để tiêu chí thứ hai thì yeah, yeah. tiêu chí thứ ba đó ví dụ tiêu chí thứ ba là có con số định lượng này địa phương cơ quan đơn vị phụ trách hoàn thành tất cả các tiêu chí nhiệm vụ trong đó có ít nhất đó, có ít nhất 50% tiêu chí nhiệm vụ cơ bản phải hoàn thành vượt mức chú ý chữ vượt mức 100% các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo quản lý trực tiếp phải được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trong đó ít nhất 70 ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đó, à, 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các quân số này chúng ta định lượng chúng ta phải nhớ. À, các cái định lượng là ít nhất 50% tiêu chí cơ bản hoàn thành vượt mức thì chúng ta cũng phải nhớ à, các quân số định lượng. Thế còn tiêu chí thứ hai này là các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ đều hoàn thành với chất lượng hiệu quả, đúng tiến độ, sáng kín, có sáng kín, à, giải pháp được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả. À, thì chúng ta để ý là ba cái tiêu chí như thế nào là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì nó có ba cái cái khung tiêu chí ba à, cái gạch rồi dòng đây thì cái mức thứ nhất là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ à, tương tự như thế mức hoàn thành tốt nhiệm vụ à, thế thì ở đây là à, thực sự gương mẫu thì ở dưới này là gương mẫu đó về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tác phong lời là lối làm việc ý thức tổ chức kỷ luật thì hoàn thành xuất sắc phải là có chữ thực sự thực sự gương mẫu còn hoàn thành tốt nhiệm vụ là dùng cái từ trong 89 là gương mẫu đó. À, nó nó thực sự và gương mẫu à, bên này là gương mẫu thôi đúng không và các cái tiêu chí số lượng này chúng ta cũng đọc để chúng ta ghi nhớ hoàn thành nhiệm vụ cũng có gương mẫu à, về tư tưởng chính trị đạo đức như vậy nó khác nhau cái từ à, từ thực sự à, thêm một cái từ thực sự à, không thành ho, à, không hoàn thành nhiệm vụ là gì thì chỉ cần có một trong năm trường hợp sau đây là à, không hoàn thành nhiệm vụ thí dụ như là à, có trường hợp có trên 50% các tiêu chí Chức trách nhiệm vụ đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Hay là à, tiêu chí địa phương, cơ quan đơn vị phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu nhiệm vụ được được giao hoặc đề ra. để chú ý chữ dưới 50% để chúng ta nhớ cái chỉ số này để làm câu hỏi à, định lượng. Đó, chỉ cần có một trong các cái tiêu chí để ghi trong mục 1.4 không hoàn thành nhiệm vụ là à, xếp vào không hoàn thành nhiệm vụ. Một trong nhé. chỉ cần một thôi. Thế còn có thể là à, 2 3 4 5 thì đương nhiên thì càng rõ chỉ cần có một cái vi phạm ở trong cái, 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 cái không hoàn thành nhiệm vụ đã là không hoàn thành nhiệm vụ rồi hay là à, cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá là đã bị rồi chứ còn cơ quan thuộc à, cơ quan đơn vị thẩm quyền à, lãnh đạo quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô tham nhũng và bị xử kỷ lý kỷ luật theo quy định, quy định của pháp luật à, chỉ cần bị một trong năm cái tiêu chí này là đã rơi vào khung xếp chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ. Đó, các em chú ý là ở đây nó khác thế. Thế còn lại là hoàn thành nhiệm vụ thì đương nhiên là mình phải để thỏa mãn cả ba cái tiêu chí này. À, thỏa mãn viết như thế này có nghĩa là mình phải thỏa mãn cả ba chứ không phải là mình chỉ chỉ có một tiêu chí thôi à, mình đã đã được rồi là hoàn thành nhiệm vụ đâu. Mà phải thỏa mãn cả ba tiêu chí. Hay là hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chúng ta cũng phải đọc ở đây cũng phải thỏa mãn cả ba à, tiêu chí chứ không phải một tiêu chí. Thí dụ như tôi gương mẫu trong về tư tưởng đạo đức lối sống và tác phong lời lối làm việc ý thức tổ chức kỷ luật. Tiêu chí số 1 là chúng tôi tôi thỏa mãn thì phải xếp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không phải như vậy. Đơn đó là một thôi, chúng ta phải thỏa mãn tất cả các cái tiêu chí ghi trong 1.2 trong hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thì mới là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn chỉ có một trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ cần có một trong à, năm cái tiêu chí để ghi ở đây là mới không mới xếp vào không hoàn thành nhiệm vụ. Đây chúng ta đọc chúng ta rõ thế như vậy không hoàn thành nhiệm vụ à, là là một mức này hoàn thành nhiệm vụ là một mức này. Đấy rồi à, hoàn thành tốt nhiệm vụ là một mức này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một mức này. Như vậy chúng ta đến đây chúng ta thấy có các cái từ à, nó phải đúng như trong tám chín là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu có từ không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì nó không phải là là mức xếp loại đâu nha. Hay là đây nói là hoàn thành tốt nhiệm vụ là mức này hay là có cái từ là không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cái từ không hoàn thành tốt nhiệm vụ không phải là ở mức đánh giá và ở đây là hoàn thành nhiệm vụ à, là một mức đánh giá nhưng mà không hoàn thành nhiệm vụ không phải là mức đánh giá và ở đây là có một cái giá trị là hoàn thành tốt thì ví dụ như là hoàn thành khá nhiệm vụ thì cái chữ khá không có trong tám à, cho nên cái hoàn thành khá nhiệm vụ không phải là mức đánh giá hay là hoàn thành trung bình nhiệm vụ không phải là mức đánh giá đó là các cái từ à, để chúng ta để ý là à, mức đánh giá là nó phải đúng một trong bốn cái từ à, đã được ghi trong tâm trí còn khác cái, các cái bốn trong một trong bốn từ thì nó không gọi là à, mức đánh giá thí dụ ở đây là không hoàn thành nhiệm vụ là mức đánh giá nhưng mà à, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực thì không phải là mức đánh giá là chúng ta để ý các cái giá trị như vậy để chúng ta làm à, câu hỏi trách nghiệm. khi chúng ta nắm chắc được À, các cái giá trị các mức đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, à, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Bốn cái giá trị này là được ghi trong cái quy định 89. Ngoài à, bốn cái từ này ra à, mà các từ khác thì đều à, không gọi là à, mức đánh giá cán bộ. Đấy các em chú ý để làm công hội trách nghiệm. Như vậy chúng ta nắm vững, nắm chắc bốn cái từ này là chúng ta làm được hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm về các mức đánh giá à, cán bộ hàng năm. Đấy à, các em chú ý nhé, thì giáo nhấn mạnh. Các em nhớ bốn cái giá trị này được ghi trong à 89. Thì ngoài các giá trị này ra là không ghi trong 89 thì nó không phải là mức đánh giá. Đó các em chú ý chú ý điều đó nhé Đó. Thế cho cho nên à, quy định 89 này là à, để ý bốn giá trị này ví dụ như phương án a hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ à, là có này, hoàn thành khá nhiệm vụ là không có này, không hoàn thành nhiệm vụ thì có này, như vậy có cái từ à, khá nhiệm vụ là không có, cho nên nó là phương án sai. Có ít nhất một giá trị sai thì nó là phương án sai. À, à, tất cả các giá trị à, trong một bộ giá trị trong một phương án là đúng thì nó mới là phương án đúng. Như vậy. À, phương án a có một giá trị sai hoàn thành khá nhiệm vụ cho nên phương án a là phương án sai phương án b hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì có này hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có này hoàn thành nhiệm vụ thì có này không hoàn không hoàn thành nhiệm vụ này hoàn thành tốt nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ à, không hoàn thành nhiệm vụ thì phương án b bốn giá trị đều đúng hết cho nên nó là phương án đúng à, là phương án trả lời của câu hỏi này phương án b chính là các mức đánh giá à, xếp loại cán bộ hàng năm phương ngăn c hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có này hoàn thành khá nhiệm vụ có chữ khá thì không có cho nên phương phương ngân c bị loại trừ hoàn thành trung bình nhiệm vụ chữ trung bình này cũng không có này hoàn thành à, nhiệm vụ thì có này phương ngăn c có hai giá trị không có trong 89 cho nên phương ngăn c cũng bị loại trừ phương ngăn d hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành khá nhiệm vụ chữ khá này không có cho nên là có một giá trị sai hoàn thành nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ thế cho nên Phương án D bị loại trừ. Đấy. Cho nên phương án đúng chính là à, phương án B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cái câu cơ bản nhất. Chúng ta nhớ bốn cái giá trị này để à, gặp dạng câu hỏi trắc nghiệm về các mức đánh giá cán bộ hàng năm là chúng ta làm được hàng loạt luôn. Rất tuyệt vời đúng không? Chúng ta kéo xuống phía dưới. Thí dụ như đây, câu 24. Theo quy định 89, phương án nào sau đây là các mức đánh giá cán bộ hàng năm? À, phương án A cả bốn phương án. Thế thì phương án B hoàn thành nhiệm vụ thì đúng này. Phương án C không hoàn thành nhiệm vụ thì đúng này. Phương án D hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì đúng này. Phương án E hoàn thành tốt nhiệm vụ là đúng này. Như vậy bốn cái giá trị này đều được ghi trong 89 là các mức đánh giá cán bộ hàng năm. Cho nên suy ra phương án cả bốn phương án đều đúng. Cho nên chọn phương án A cả bốn phương án đều đúng và hướng dẫn đây cũng là chọn bốn phương án đó cái cách tuyệt vời không học một biết 10 là như vậy à, chúng ta nắm vững và hiểu được nội dung là chúng ta làm được câu 25 phương án nào sau đây không phải là mức đánh giá Căn bộ năm chú ý ở đây là đọc kỹ đâu bài phải soi kỹ nhá à, không phải là mức đánh giá à, thế thì chúng ta phương án a hoàn thành nhiệm vụ là là mức đánh giá rồi phương án b hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực phương án b không không phải là mức đánh giá cán bộ hàng năm. Vì sao không phải? Vì nó không được ghi trong 89. À, trong 89 không có cái mức đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực. Cho nên phương án B chính là à, phương án không phải là mức đánh giá cán bộ hàng năm. Mà đề bài ở đây hỏi yêu cầu ta là phương án nào sau đây không phải là mức đánh giá cán bộ hàng năm? Thì phương án B không phải là mức đánh giá cán bộ hàng năm. Vì sao nó lại không phải? Bởi vì nó không được ghi trong quy định 89 Quy định 89 không có ghi cái mức đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực à, Trong 89 chỉ ghi hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ Không có uh, ghi hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực Vì sao sai? Vì nó như vậy, vì nó không phải à, Không phải mức đánh giá cán bộ năm Vì nó không được ghi trong 89 Đó, tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời Phương án C không hoàn thành nhiệm vụ là được ghi trong 89 này Phương án D hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi năm 89 này. Cho nên đáp án đúng đây là hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. Đây không phải là mức đánh giá cán bộ hàng năm. Đó, dạng câu như vậy. Chúng ta chỉ nắm chắc được một câu bốn à, giá trị đúng thì chúng ta làm được một chùm câu hỏi để trắc nghiệm về cái dạng câu như vậy. À, câu 26 này, theo quy định 89. Phương án nào sau đây không phải là mức đánh giá cán bộ hàng năm. À, là cũng 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 rơi vào cái chùm đó. À, cho nên là À, học trên phần mềm của thầy mà học theo phương pháp thầy giáo giới thiệu thì cạnh tranh nhau kiến thức ra đề kiểu gì các em cũng làm được. À, phương án A hoàn thành nhiệm vụ là có này, phương án B hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có trong 89 này, không hoàn thành nhiệm vụ thì có trong 89 này, không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không có trong 89. À, Cho nên phương án không hoàn thành tốt nhiệm vụ không được ghi không không phải là mức đánh giá xếp loại cấpưởng 5. Vì sao không phải? Vì nó không được ghi trong 89. Vậy thôi Câu 27 Lại một chùm câu hỏi luôn Thì giáo minh họ học một biết 10 đấy. À, học hiểu nội dung Chúng ta suy luận ra làm Ra đề cứu gì chúng ta cũng làm được hết à, Phương án nào sau đây không phải là mức đánh giá cán bộ năm Phương án A hoàn thành nhiệm vụ là có này Hoàn thành tốt nhiệm vụ là có này Hoàn thành xuất, xuất sắc nhiệm vụ là có này Phương án D không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Không phải là à, Mức đánh giá cán bộ hàng năm Đó tuyệt vời không À một chùm câu hỏi luôn. Đây câu 28. Phương án nào sau đây không phải là mức đánh giá cán bộ hàng năm? Phương án A hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì có này, phương án B hoàn thành khá nhiệm vụ này, không có cái chữ khá. Không có giá trị hoàn thành khá nhiệm vụ cho nên đây, hoàn thành khá nhiệm vụ không phải không phải là mức xếp à, loại cán bộ hàng năm. Còn phương án C không hoàn thành nhiệm vụ thì có, phương án D hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có. Đó, rất tuyệt vời phải không? Đó, bây giờ sang câu 29 nhá. À, phương án nào sau đây là mức đánh giá cán bộ năm? Phương án A, đây lại hỏi là là, là mức đánh giá nhé? Ở trên câu câu trên thầy giáo vừa giải thích là không phải, mà đây hỏi là phương án nào sau đây là mức đánh giá cán bộ năm. Phương án A hoàn thành khá nhiệm vụ thì đây không phải là mức đánh giá cán bộ năm. Phương án B không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng không phải là mức đánh giá cán bộ năm. Phương án C không hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng là không phải mức đánh giá cán bộ năm. À, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đây là mức đánh giá cán bộ nào. Cho người ta bán đúng Đây là hoàn thành tốt nhiệm vụ Đó là đúng câu trả lời Đó phải không Được rồi Thầy giáo minh họa Cái phương pháp học như vậy để các em vào phần mềm để học thôi à, Chúng ta sẽ đưa vào phần mềm Chúng ta học, học kỹ một chút à, Thì kỳ thi chính thức diễn ra Kiểu gì chúng ta cũng làm được Cho nên Chúng ta chú ý Là à, Học trên phần mềm Chúng ta hiểu sâu sắc nội dung Thì thầy tin rằng à, ra đề cứu gì các em cũng làm được đó là phương châm học hiểu để lấy kiến thức qua được kỳ thi đồng thời có kiến thức để phục vụ khi chúng ta trúng tuyển công chức và khi chúng ta được nâng ngạch công chức thăng hạng với chức chúng ta nâng cao được trình độ của mình tương xứng với cái ngạch mà chúng ta được được, được nâng lên được thăng tiến lên tuyệt vời không Qua tuyệt vời chúng ta kích chọn được một số rồi để chúng ta học các mục khác và kết thúc phiên làm việc với phần mềm chúng ta làm thế nào chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình để chúng ta thấy được cái chữ thoát à có chữ thoát nhé để chúng ta kích chuột vào cái chữ thoát để chúng ta thoát ra khỏi phần mềm đó rất tuyệt vời à, trên phần mềm có hệ thống câu hỏi trắc liệu mang tính chất phân loại học viên à, các em xem video có thầy hay và bổ ích thì đang xem trên youtube mà thấy có chữ đăng ký màu đỏ thì chúng ta chạm tay ngay vào cái chữ đăng ký trên youtube ở trên điện thoại thôi thì chúng ta đăng ký kênh của thầy để được tiện ích cho các em đó là xem video bài giảng theo từng mục ví dụ có mục luật công chức giờ có mục có mục nghị quyết thông tư đó chia từng mục ra à, rất lợi cho các em lợi ích thứ hai có video bài giảng mới chúng ta nhận được sớm nhất và à, các em có thể là à, video là của thầy là miễn phí và kênh của thầy là kênh phi lợi nhuận thì các em có, có thể chia sẻ video cho nhiều bạn xem Nhưng mà mật khẩu Đăng nhập phần mềm Thì lại không cho bạn đó. Cho bạn uh, Chia sẻ cho bạn video Nhưng lại không cho mật khẩu Vì cho mật khẩu thì bạn chiếm quyền đăng nhập phần mềm Các em mất quyền điều khiển rồi nhưng mà cho bạn uh, video thì được Thì không sao uh, Kênh có thể free đó. Phần mềm phi lợi nhuận đó. Các em chú ý điều đó Thế Sau đó là uh, mật khẩu Ký danh là cái của riêng tư của các em không cho bạn được phải không? À, thầy giáo lưu ý điều đó. À, chúng ta xem video của thầy trên điện thoại, chúng ta có thể kết nối ở trên điện thoại sang tivi để chúng ta vừa làm công việc khác vừa nghe video bài giảng của thầy rất tuyệt vời. Và à, các em kết nối Zalo hoặc gọi điện cho thầy Theo một trong hai số trên màn hình sẽ được nhận à, đường link cái kênh video của thầy rồi các em xem video bài giảng của thầy trên à, điện thoại các em chạm tay vào cái kênh mà có cái ảnh của thầy này là các em chạm tay vào là các em xem được video bài giảng của thầy à, chọn các video mà liên quan đến à, đề cương để chúng ta xem thì sau đó chúng ta đăng nhập phần mềm để học câu hỏi trắc nghiệm thì em tin chắc rằng các em qua vòng một một cách dễ dàng à, với kinh nghiệm à, nhiều năm dạy đại học và kinh nghiệm làm công tác đảng Thầy tin chắc rằng cái cách học là theo cái phương pháp của thầy tốt nhất tuyệt vời nhất hiệu quả nhất đó thì á, các em không tin thì các em cứ thử làm xem à, cứ thử thực hiện theo, à, thấy cái cách của thầy lên một vài lần thì sẽ minh chứng được cái điều thầy giáo nói hoàn toàn đúng, à, chứ không phải là thầy nổ đâu nhá, à, thầy giáo không cần nổ, thầy giáo chỉ nói lên một cái điều thực sự mình có kiến thức mình cho học trò để cạnh tranh nhau kiến thức, em nào tiếp thu được, hiểu được là em mới chiến thắng, phải à, không? À, tuyệt vời, à, chúc các em thành công.